Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kvlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay con đi một cái chỗ khác nữa cả nhà. Thì mỗi chỗ con sẽ đi một hôm. Thì sau khi đi giáp vòng rồi thì con sẽ coi lại con những cái chỗ nào đó. Thì con đã thấy bông linh thì con sẽ trở lại đó nha. Thì nói chung ra bây giờ thì con cũng không có đi đâu xa được cả nhà. Cái duyên đâu có rồi, nó đi cái lòng vòng vòng. Muốn đi đâu đó thì lại bị công chuyện này kia cái nha. Rồi với lại bị thêm có con cái là hiện tại bây giờ thì con thì cũng nghe con nói ra, hay nhiều khi có những người ta nghĩ là con này kia, nhưng mà thôi đi, con cũng không nói. Thôi bây giờ con cùng ở nhà mình vô bên trong ha, đặt máy ngay chỗ đó. Chỗ này thì nói chung lúc trước thì con cũng có là đặt máy niệm Phật và cũng có giúp cho một cái vong linh họ được giải thoát đó nha. Thì hôm nay con trở lại đây thì cũng chính chỗ này là đã gặp là ông quỷ, là hai cha con quỷ đó, là cũng đã giúp được hai cha con quỷ, nhưng mà giúp ở một cái nơi khác hai cha con giải thoát. Thì nói chung ra cái chỗ mà mồ mả này kia với lại nó vắng vẻ này kia thì nhiều khi cái vong linh họ lãng vãng, họ ở lại đó ông chừng, thì biết đâu con sẽ gặp. Thì bây giờ cả nhà cùng con vào bên trong nha. Thì cả nhà ơi, có nhiều cô chú anh chị nhìn camera mà kiểu như trắng đen như thế này, màn hình xanh như thế này á, thì cảm thấy là hơi khó coi, nhưng mà cả nhà cũng thông cảm giùm. Thì hình ảnh này á, nó mới có thể là nhìn được cái vong linh. Còn màn hình màu á, thì phải dùng cái đèn nó sáng lắm, nó sáng rồi nó chá, nó làm ảnh hưởng rồi vong linh họ ít xuất hiện, cái tỷ lệ mà nhìn thấy vong linh nó thấp lắm. Cho nên là con dùng cam này. Cái này là chỉ dùng với hồng ngoại thôi, nó không có ánh sáng cả nhà. Nó không có ánh sáng nào hết. Nó chỉ là màu tối đen trước mặt mình thôi. Nó có tí ánh sáng nào đâu. Cho nên nó thấy vong linh thì nó cũng dễ hơn. Đây cũng lâu lắm thì con không có trở lại nữa. Cây bồ đề này bây giờ nó cũng bự lắm. Cây bồ đề. Ừ, đúng rồi, cây bồ đề. Hồi đó mơ này bự chưa ta? Bà hôm đó to mà dữ gì kìa, bự chưa? Nhanh dữ. Con rảo con vòng đây thử nữa nha. Chỗ này cũng đã gặp ông quỷ nè, ông bảo vệ con ổng. Chỗ này cái này dọn cái trống như thời đó, nguyên cái lùm chuối ngay chỗ này. Giờ con trở lại cái phần trống lúc nãy đó, con đặt máy niệm Phật đóng tiêu ấy. Lâu quá hư cái gì nữa. Để lên coi thì còn có máy niệm Phật đó. Không có máy niệm Phật đâu mà ta. Lên tao lấy đi rồi. Cái máy niệm Phật để ngay chỗ này nè. Cũng lâu lắm rồi nha. Chắc có lẽ hết pin hoặc hư người ta lấy đi rồi.
cho nghe hướng này xem sao. Chọn diễn mưa nữa. Tại hết trơn dĩa rồi tại. Dĩa hết không hay cả nha. Hay là đà để luôn. Thank you.
cứ nhắc vậy. Thì cái nhà thì con đặt máy chỗ này rồi, thì con sẽ đi một cái nơi khác. Thì giấc này cũng đang chuyển mưa cả nhà, thì giấc này cũng còn sớm nữa. Con đến cái chỗ khác cả nhà để con đặt máy thêm cái nữa. Mỗi một chỗ con đặt khoảng 30 phút thôi, thì một đêm nếu như có thời gian thì con đi được hai chỗ, mà gần gần thì đi được hai chỗ cả nhà, còn xa xa chắc con đi một chỗ một đó. Sau khi đi giáp vòng hết rồi con xem lại cái chỗ nào có vùng linh thì con sẽ trở lại đó. Thì bây giờ con sẽ dừng video này tại đây ha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nữa nha. Bye bye nha cả nhà.